150 cuốn hộp nhiêu cuốn? Đại phải không? Nó ship 150 cuốn nha quý vị. Quay bạn Thắng cuốn cho bạn coi nha. Bánh luôn nha, anh tí tôi bán bánh luôn nha. Chấm cẩm tương, cho Vinh ăn cẩm tương không mà. Vô hộp ship. Quen vòng cái chợ cho mấy bạn xem nha. Đó, chợ nó hơi vắng anh tí. Trời ơi, thằng khoai lang thang nó quay cái giải thiệu ngoài Bắc Lục Ngạn, Bắc Giang đẹp quá trời luôn. Đó. Má tôi ngồi kìa. Nhà hàng bạn tôi. Quay rồi mời bạn chung nha, tôi muốn hấp dẫn không? Ủa tôi nói kêu mình thử một hộp thì là 30 cuốn, làm 5 bịch thì là ra 150 cuốn vú. Vô ha, vô dùm ảnh ha, 150 cuốn. Thêm tô bún nữa. Ê, ăn trước cứ miếng gọi cuốn cho mày coi nha. Miếng ớt vô nữa mày ơi. Ngon quá à. Nhà ăn gì chưa nhà? Dặm thêm tôm bún nha. Bún mì. Ok. Ở bún nhiều quá đâu. Bé ơi, tao mời mày ăn nha bé. Xin mời cả nhà ăn chung nha. Mày phải trộn lên mới ăn ngon nha mấy bạn, nhớ thấm cuốn vô tương mới ngon. Quay giữa chợ nha. Đúng đúng thôi nhai, không nhai nó chửi. Đây, bún tép.
đặt tủ ứng nha. Ăn tô này xong kiểu ngang kiểu dọc của các bạn ạ. Chào quý vị, hẹn quý vị lại clip sau.